Các bạn thân mến, chúng ta đang có mặt ở sân vận động của thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Và trước mắt chúng ta là trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 7 của giải bóng đá vô địch quốc gia League 2023 của đấu sức giữa Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai. Trên bảng xếp hạng của Nine Football League cho đến trước khi diễn ra vòng đấu thứ 7, Hoàng Anh Gia Lai là đội đứng ở vị trí thứ 6 với 8 điểm sau một trận thắng và 5 trận hòa, ghi được 9 bàn thắng và để đón lưới 6 bàn. Dứt điểm! Tỷ số là 1-0 cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Đó là pha ghi bàn của Ola. Đó chắc chắn là một chi tiết mà các cổ động viên của đội bóng xứ Nghệ đang rất mong chờ. Sông Lam Nghệ An gặp vấn đề với những tình huống dứt điểm. Họ có khó khăn với những chân sút ngoại. Thực ra thì Soladio Cadolo cũng đã ghi bàn cho Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay. Thậm chí là 2 bàn. Nhưng với trường hợp của Olaha thì vừa rồi mới là bàn thắng thứ 2. Và mật độ ghi bàn của những cầu thủ như Olaha hay Soladio cần phải ở mức độ tốt hơn nữa thì mới có thể đáp ứng được khát vọng của Sông Lam Nghệ An. Khoảng trống dành cho Olaha. Tiếp tục là Olaha, phía trong là Trọng Hoàng. Soladio! Tỷ số là 2-0 cho Sông Lam Nghệ An. Đó là pha bóng một lần nữa mà chúng ta có thể thấy được sự nhuần nhuyễn của cầu thủ Sông Lam Nghệ An trong một pha phản công. Soladio và Olaha đã tìm thấy nhau trong pha chơi bóng vừa rồi. Và sự kết thúc của Soladio thực sự là một tình huống có điểm nhấn cho đội chủ nhà. Cách biệt được nhân đôi, lợi thế đã trở nên rõ ràng hơn với Sông Lam Nghệ An. Và quả thật là những lần gặp nhau của hai đội vẫn thường có những kết quả thuận lợi như vậy. Ở mùa giải trước không chỉ là chiến thắng trên sân nhà trước Hoàng Anh Gia Lai, mà ở trận đấu lượt về trên sân Pleiku, Sông Lam Nghệ An cũng là đội đã thắng Hoàng Anh Gia Lai với bàn thắng mở tỷ số của chính Olaha. Nhưng không phải cứ vào sân, cứ được xếp trong đội hình thi đấu là có thể làm tốt được nhiệm vụ của mình. Như vậy không phải là quả phạt góc mà là quả penalty. Paulo Oliveira và Văn Hoàng. Không có sai sót nào của người dứt điểm. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 trong Anh Gia Lai. Khi mà thời gian thi đấu của hiệp 1 không còn nhiều thì Hoàng Gia Lai đã tìm được cảm giác ghi bàn trong trận đấu trên sân của Sông Lam Nghệ An. Và điều này có thể sẽ khiến cho phần còn lại của trận đấu, hiệp 2 của trận đấu trở nên hấp dẫn hơn, đáng chờ đợi hơn. Trong những phút thi đấu đã qua của hiệp 1, Hoàng Gia Lai đã cố gắng giữ bóng, nhưng sự kết nối của họ ở một chất lượng có thể nói là rất thấp. Trong khi đó thì Sông Lam Nghệ An bình tĩnh, tự tin và chơi sắc bén với những tình huống lên bóng của mình. Và họ đã 2 lần thành công. Tiếp theo là pha trả bóng của Soladio. Tiếp tục là Soladio. Không vào, và như vậy là có bàn thắng thứ 3 cho Sông Lam Nghệ An. Dương Văn Lợi đã không hoàn toàn làm chủ được khu vực của mình. Và bàn thắng thứ 3 đã đến với đội chủ nhà. Dấu ấn của Olaha, của Soladio cũng là khá rõ. Và bên cạnh đó là những nét chấm phá được tạo ra bởi cầu thủ dày dặn kinh nghiệm nhất trên sân lúc này của đội chủ nhà, đó là Trọng Hoàng. Bàn thắng được tính cho Xuân Tiến, người đã đến gần với khung thành của Hoàng Gia Lai ở tình huống bóng 2. Trận đấu đã khép lại với phần thắng 3-1 nghiêng về phía đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Chiến thắng đầu tiên của đội bóng xứ Nghệ ở V-League 2023. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.